Trong giới giang hồ luôn luôn tồn tại những băng đảng khét tiếng, và băng đảng này là Tokyo Manji. Thủ lĩnh của băng đảng này là anh đẹp trai tên là Mikey, phó thủ lĩnh là Kenshin cũng đẹp trai không kém cạnh. Băng đảng toàn người khoai ngon như vậy không phải cùng nhau đấu kiếm, mà là xây dựng một đế chế hùng mạnh, cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, xử đẹp mấy băng đảng dám ức hiếp những người yếu đuối, giơ cao ngọn cờ chính nghĩa. Nguyên tắc của bọn họ là ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu phạm ta, ta sẽ giết ngươi. Nhưng 10 năm sau, băng đảng hành hiệp trượng nghĩa ngày nào giờ đây lại trở thành một băng đảng khủng bố khiến ai cũng khiếp sợ. Buôn hàng trắng, cướp của, giết người, nguyên nhân từ đâu lại như vậy? Cùng mình tóm tắt toàn bộ phim này nhé. Nhân vật chính của chúng ta là Takemichi, 27 mùa khoai sò rồi nhưng anh vẫn có một công việc cất ương. Tiền thì không có, ngủ thì lúc nào cũng phải để ông hàng xóm gọi dậy. Hôm nay còn mỗi một cái bánh mì mốc, anh biết rằng ăn chắc chắn sẽ bị đau bụng, nhưng đau bụng còn hơn bị chết đói. Trong lúc đó anh vô tình xem một đoạn tin tức nói, đã có hai chị em bị băng đảng Tokyo Manji sát hại, không ai khác đó chính là bạn gái cấp 2 của cậu ấy tên là Hinata, và em trai cô ta tên là Nato. Nghe được tin tức cậu mất đi tinh thần. Trong khi tan làm, cậu đang đợi tàu hỏa, khi tàu hỏa sắp tới nơi thì anh bị một người giấu mặt đẩy về phía trước. Trong lúc đối diện với cái chết thì một kỳ tích đã xảy ra, cậu ta đã xuyên không trở về 10 năm trước. Tại đây cậu lại gặp mấy anh em cây khế của mình, trong thâm tâm cậu nghĩ mình đã chết. Đây chắc là di ảnh cuối cùng mà cậu thấy được. Cậu luôn luôn giải thích rằng đã bị tàu đâm thịt nát xương tan rồi. Những đám bạn nói cậu mê sảng giữa ban ngày. Cậu nhìn trên tấm gương thì phát hiện, ôi trời, đẹp trai khoai to vãi đạn. Cậu ta nhìn vào điện thoại thì bây giờ hiện năm 2010. Giờ đây cậu đã biết mình du hành ngược thời gian cách 10 năm trước. Năm anh em cây khế lại đi cắt quốc trên đường giống với năm xưa. Bọn họ còn lớn giọng gạ lũ trường bên cạnh đánh nhau. Khi đang lớn giọng giao oai, thì một trùng trường bên đó xuất hiện. Hắn ta là Buku. Cậu ta cũng là thành viên của băng đảng Tokyo Manji. Trong trí nhớ của Takemichi hiện ra, 10 năm trước chính tại nơi đây nhóm mình đã bị ăn hành một trận no đòn. Cậu hét lớn kêu mọi người chạy đi, nhưng đã quá muộn màng, năm anh em cây khế ra oai ngày nào. Giờ đây lại chịu bọn chúng sỉ nhục một cách thậm tệ một lần nữa. Từng chi tiết tái hiện trong đầu của Takemichi và những cú đấm từ hắn ta đều giống y hệt nhau. Sau một hồi bị nhóm của thằng Buku làm nhục thì bọn chúng đã rời đi. Cậu Takemichi rất tức giận, cậu la hét lớn, tại sao vẫn chưa thoát khỏi địa ngục này? Tại sao phải chịu nỗi nhục nhã này đến hai lần? Sau khi định hình lại được tinh thần, cậu đến nhà người bạn gái của mình. Cô ta chính là người mà bị sát hại được đưa lên bảng tin TV. Thấy người mình yêu ở trong quá khứ, cậu không ngừng xúc động. Thấy người mình yêu vẫn dễ thương, quan tâm mình và xinh đẹp và ân cần như ngày nào. Điều cậu tiếc nuối nhất là 10 năm sau cô ấy sẽ phải chết. Sau khi tạm biệt nhau, cậu ngồi như người thất thần trong công viên thì đột nhiên nhìn thấy Nato bị đánh. Đó chính là em gái của người yêu mình. Khí thế hùng hồn của người anh rể nổi lên. Nhưng sau khi giao oai được vài cước thì cái xích đu cũng phải bội anh ta. Lũ cớm thấy vậy thì muốn hết đánh. Sau khi nói chuyện cùng Nato một lúc, thì cậu đột nhiên nhớ ra bảng tin tức mà mình đã xem được vào 10 năm sau. Ngay lập tức cậu nói với Nato cái chết của hai chị em vào 10 năm sau và cậu ta cũng sẽ bị chết do tàu hỏa đâm trúng. Cậu hy vọng Nato sẽ bảo vệ được chị gái của mình, nhất định không để điều đó xảy ra. Nato cậu thẫn thờ trước những lời nói hoang đường này của Takemichi. Dù cậu không hiểu gì nhưng cậu vẫn đem lòng tin vào người anh. Khoảng khắc hai người bắt tay nhau thì Takemichi lại xuyên không về trở lại hiện tại. Cậu phát hiện mình vẫn còn sống sót sau vụ tàu đâm. Lúc này Nato cũng xuất hiện tại đây. Trên đường về, Takemichi thắc mắc tại sao Nato vẫn còn sống sót. Anh cũng giải thích rằng, cách đây 10 năm trước, chính anh đã xuất hiện cảnh báo cho cậu ta về tương lai, rằng hai chị em sẽ chết cùng ngày. Khoảng khắc khi cậu ta chạm tay vào anh, thì anh biến mất trong không trung. Từ khi ấy cậu đã biết, anh đã thực hiện một chuyến du hành thời gian, nhờ vào lời căn dặn của anh vì thế mà cậu ta vẫn sống sót. Đồng thời cũng cứu được cái mạng nhỏ bé của anh ta khỏi tàu đâm. Hai người đã tự thay đổi vận mệnh của chính mình. Thế nhưng người chị gái của Nato đã chết sau khi biết tin Hinata đã mất, cậu suy sụp hoàn toàn. Hai người lên kế hoạch quyết định thay đổi luôn vận mệnh của cô Hinata. Theo điều tra của Nato, sự thay đổi từ một băng đảng hành hiệp trượng nghĩa đến một băng đảng kiếp sợ là vì thủ lĩnh Mikey gặp người đàn ông này tên là Kisaki. Nếu họ không gặp nhau thì không có sự thay đổi lớn như vậy và cô Hinata cũng không phải chết. Chính vì điều đó, Nato muốn anh sẽ quay lại quá khứ một lần nữa, ngăn cản hai người đó gặp nhau, vì người mình yêu anh không do dự. Sau cú bắt tay Nato, cậu lại trở lại 10 năm về trước. Điều đầu tiên sau khi trở lại, cậu ấm trọn một cú đấm khiến cậu ta ngất đi. Tại đây chính thức là địa bàn của băng đảng Tokyo Manji. Tembuku đang tổ chức một cuộc cá cược. Hắn ta dự dẫm mình là thành viên của băng đảng. Hắn ta ép lũ bạn của Takemichi đấm đá cùng với những người khác để cá cược tiền. Một người bạn tên là Akun không thể chịu nổi những điều này nữa. Cậu muốn giết tên Buku kia vì nỗi nhục này. Lúc này Takemichi xuất hiện một đoạn ký ức về cậu ta đâm chết tên Buku kia. Vì không muốn bạn thân mình vào tù như 10 năm trước, cậu đã kịp thời ngăn cản anh bạn Akun. Sau đó Takemichi dõng dạc tuyên bố cậu ta muốn chiến tay đôi với thằng Buku kia. Takemichi đề nghị rằng nếu cậu ta thắng sẽ cho gặp thủ lĩnh của Tokyo Manji. Tên Buku cay giấy,
muốn gặp thủ lĩnh của tao phải bước qua xác tao. Hắn ta dựa vào sức mạnh của mình đánh cho Takemichi bầm dập cơ thể. Chẳng mấy chốc mà Takemichi nằm bò ra đất. Trong lúc hắn kìm muốn kết liễu anh ta, thì thủ lĩnh Mikey và phó thủ lĩnh Kenshin bất ngờ xuất hiện như hai vị thần. Tất cả đều phải cúi chào. Phó thủ lĩnh được biết tên Buko lợi dụng sức mạnh để bắt nạt những kẻ yếu thế. Điều đó là điều cấm kỵ trong băng đảng, nên anh đã dạy và đe dọa hắn ta một bài học. Còn thủ lĩnh Mikey thấy Takemichi dù cậu ta không biết võ, nhưng những khí chất trong con người cậu ta khiến anh rất có hứng thú. Chính vì điều đó, thủ lĩnh Mikey đã chủ động muốn kết bạn với Takemichi. Tiếp theo đó, thủ lĩnh quay sang xử đẹp tên đàn Buko bằng một cú xoay thần thánh. Vì Takemichi được tộc trưởng Mikey sủng ái, năm anh em cây khế rất vui mừng vì từ giờ họ không phải bị bắt nạt nữa rồi. Tiếp theo là Takemichi đến gặp cô bạn gái của mình. Cả hai cùng nhau đi xem bắn pháo bông, nhìn thấy Hinata xinh đẹp và khung cảnh lãng mạn như vậy, không nắm tay thì hơi phí, cậu lấy hết can đảm để nắm tay Hinata. Trong lúc thưởng thức bàn tay mềm mại này thì anh mới phát hiện đó chính là bàn tay của Nato. Đúng là thằng em rể phá hỏng cuộc vui. Takemichi anh ngay lập tức quay trở về hiện tại. Cậu kể cho Nato rằng cậu đã gặp được thủ lĩnh Mikey, nhưng còn tên đàn ông bí ẩn kia thì chưa gặp. Ngay lập tức Nato lên một kế hoạch, cậu ta ép anh phải tiếp tục quay lại để giết thủ lĩnh Mikey. Chỉ có vậy thì hai người đó không gặp nhau, chỉ có vậy mới thay đổi được cục diện. Nếu hai người đó gặp nhau thì băng đảng Tokyo Magi sẽ tồi tàn như hiện tại, và Hinata chắc chắn vẫn sẽ chết. Thế là cậu lại bị Nato ép quay lại 10 năm trước. Kế hoạch lần này của hai người là phải giết được thủ lĩnh Mikey. Ngay lúc đó, thủ lĩnh Mikey cũng đến tìm Takemichi thì bị một đám côn đồ chặn đường. Không nhiều lời, hai người liền xử lý một đám vô danh tiểu tốt này. Lũ đồng đoàn này không biết lực sức mình đi chặn đầu hai rank thích đấu. Giải quyết xong, hai người bắt chúng xếp thành một hàng người làm cầu thanh để bước qua. Trong thâm tâm, Takemichi nghĩ tên thủ lĩnh kia không phải là người nữa rồi, làm sao có thể giết nổi chứ. Trong lúc ba người đi cùng nhau, Hinata xuất hiện. Cô ta tát thủ lĩnh Mikey một phát. Cô ta tưởng thủ lĩnh Mikey sẽ làm tổn thương đến Takemichi, vì thế nên cô ta ra sức bảo vệ cậu. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Hinata giờ mới biết ba người họ đã trở thành bạn. Biết được cô ta là bạn gái của Takemichi thì thủ lĩnh cũng không toan tính gì. Trên đường đi dạo, Takemichi hỏi hai người bọn họ rằng tại sao lại muốn kết bạn với mình. Hai người không ngần ngại trả lời thẳng thắn. Người biết đánh nhau thì không thiếu, nhưng vì những điều bản thân không thể từ bỏ mà dám đương đầu với mọi thứ thì chẳng ai có thể làm được như cậu. Tiếp theo là hai người muốn Takemichi đến buổi họp băng đảng vào đêm nay. Khi thủ lĩnh chưa xuất hiện, tên Buku cũng xuất hiện tại đây. Hắn ta tiếp tục muốn cho Takemichi một bài học nữa. Ngay lúc đó, dưới sự cúi chào của mọi người, hai người tối cao nhất băng đảng xuất hiện trên hai chiếc siêu xe. Việc đầu tiên thủ lĩnh xuất hiện là đăng xuất tên Buku ra khỏi băng đảng. Đó là hậu quả của việc trên bảo dưới không nghe. Việc tổ chức buổi họp lần này chính là liên quan đến băng đảng Mobius. Bọn chúng đã đánh hội đồng gây hấn với băng đảng của thủ lĩnh Mikey. Ngay lập tức thủ lĩnh ra lệnh quét sạch lũ Mobius với những khí thế hùng hồn. Tên Buku sau khi bị trục xuất, hắn đã tìm đến và đấu quân vào băng đảng Mobius. Trở về hiện tại, Takemichi kể hết mọi chuyện cho Nato nghe, rằng thủ lĩnh Mikey không phải là người xấu. Takemichi muốn tìm và gặp thủ lĩnh Mikey ở hiện tại để hỏi tại sao băng đảng lại thành ra như thế này. Nhưng bây giờ gặp thủ lĩnh Mikey là điều không thể, trừ khi quen được nhân vật cốt cán trong băng đảng. Hai người tiếp tục lục lọi tài liệu thấy một người quen. Đó chính là anh bạn mà đã định đâm chết thằng Buku. Giờ anh ấy đã đổi tên thành Sendo, hiện nay đang là chủ của một trại gà của băng đảng Tokyo Manji. Rất nhanh chóng, Takemichi đã đến nơi để gặp người bạn cũ của mình. Cái đầu tiên chào đón anh là những em sinh tươi căng tràn nhựa sống. Tiếp theo là anh lên gặp người bạn thân của mình. Hai người trò chuyện trên sân thượng một hồi lâu thì anh bạn này đã tiết lộ chính anh là người đã đẩy cậu xuống đường ray tàu. Takemichi thất thần không tin vào sự thật. Đó chính là Kisaki ép cậu ta làm những điều đó. Akun tiết lộ từ khi phó thủ lĩnh Kenshin chết, tên Kisaki đã thay vị trí của Kenshin, thủ lĩnh Mikey thì chìm đắm trong mê muội, toàn quyền quyết định được giao cho tên Kisaki, chính vì điều đó đã tạo ra một băng đảng tồi tệ như bây giờ. Akun cũng phát hiện ra một điều rằng Takemichi có thể quay lại được thời gian, anh ta đã sâu chuỗi mọi sự việc, làm sao Takemichi có thể biết được khi cậu ta định đâm tên Buku và làm sao Nato có thể biết được ngày mà cậu ngã xuống đường ray. Từ những điều đó, anh đã phát hiện ra hai người có thể thay đổi được cục diện. Lời thỉnh cầu cuối cùng của anh ta rằng nếu cậu có thể quay lại được quá khứ, thì hãy cứu vớt tất cả những linh hồn đang bị cắn xé giày vò ở hiện tại này. Nói xong, anh ta không do dự giải thoát cho mình khỏi thế giới đầy tội lỗi này. Tận mắt chứng kiến cái chết của bạn, anh rất suy sụp ở hiện tại. Sau khi biết được cái chết của phó thủ lĩnh Kenshin, theo tài liệu được ghi lại, thì Kenshin chết trong một cuộc ẩu đả giữa hai băng đảng vì vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên. Cho nên tên của kẻ gây án không được lưu lại. Takemichi phát hiện ra một điều rằng nếu phó thủ lĩnh Kenshin không chết thì băng đảng sẽ không tồi tàn. Chính vì điều đó, anh nhất định phải quay lại một lần nữa để điều tra. Quay về quá khứ lần này, anh gặp lại Akun làm tinh thần anh thoải mái hơn hẳn. Ngay sau đó, anh đến bệnh viện tìm Mikey và Kenshin. Hóa ra hai người bọn họ đang đến để thăm người bạn mà bị băng đảng bên kia đánh. Giờ đây cô ta đã trở thành người thực vật mất rồi.
Bố mẹ của cô ta rất bất bình, đổ toàn bộ tội lỗi cho hai người bọn họ. Phó thủ lĩnh Kenshin cúi đầu tạ lỗi, Mikey không do dự cúi đầu nhưng cũng bị anh ta ép xuống. Tiếp theo là những lời nói của Kenshin từ dưới đáy lòng. Cho dù những lời xin lỗi này không thể mang được con gái của hai người lành lặn trở lại, cũng một phần nào đó xoa dịu đi nỗi đau mất mát của hai người làm cha mẹ. Takemichi chứng kiến mọi chuyện. Anh đã phát hiện ra một điều, rằng là Kenshin chính là trái tim của thủ lĩnh Mikey. Và chỉ cần Kenshin không chết thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo như ban đầu. Ngay sau đó cậu đã đến gặp Mikey. Cậu muốn thuyết phục mọi người dừng cuộc chiến đấu với băng đảng Mobius, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bọn chúng hống hách mở cửa sông và không nể nang một ai. Anh đầu bầm xung phong ra trận đầu tiên. Anh muốn trả thù cho người yêu của mình. Chính vì bọn chúng mà bạn gái của anh hỏng mất lò khoai. Anh xông lên chiến đấu, nhưng đã bị tên cầm đầu bên kia đánh cho không trượt một phát nào. Chẳng mấy chốc anh ta không còn đủ sức lực để chiến đấu tiếp. Tiếp theo là thủ lĩnh Mikey ra tay. Tên cầm đầu bên kia chưa kịp xuất chiêu thì trận chiến đã kết thúc. Trong lúc không chú ý, hắn ta cầm mảnh chai vỡ đâm về phía Mikey. Nhưng Kenshin đã dùng thân đỡ cho Mikey. Không lẽ Kenshin không thể thay đổi được vận mệnh? May thay cậu đã đỡ được cú đâm đó bằng bàn tay. Tiếp theo là xử đẹp tên chơi xấu bên kia. Cuộc chiến đã kết thúc. Takemichi ngồi sau xe của Kenshin vừa ăn mừng chiến thắng, vừa ăn mừng mình đã hoàn thành được nhiệm vụ là thay đổi vận mệnh của 10 năm. Ngày hôm sau, Takemichi và Hinata đi lễ hội cùng nhau. Khi hai người đang vui vẻ thì anh nhìn thấy nhóm Mobius đang lên kế hoạch vụ gì đó. Cậu bám đuôi bọn chúng. Cậu ta nhìn thấy tên Bú Liếm đang ở băng đảng này. Hắn bị trục xuất rồi còn sang bên băng đảng bên đó bú luôn. Tiếp theo là Kenshin bị người của nhóm Mobius tập kích bất ngờ. Bọn chúng dẫn dụ Kenshin đến một nhà kho, dùng vũ khí nã liên tiếp vào người anh, nhưng anh không chịu khuất phục vẫn đáp trả một cách mạnh mẽ. Nhưng dù sức mạnh như thế nào thì cũng không thể đấu lại được một bầy sói hoang này được. Trong thời điểm ngàn cân treo lông nách thì thủ lĩnh Mikey cùng đàn em xuất hiện. Hóa ra đây mới là cuộc chiến chính thức của hai băng đảng. Tiếp theo là như hai đàn sói lao vào nhau, một trận đấu sinh tử, một trận đấu hoành tráng nhất đã xảy ra. Takemichi anh vẫn đi tìm Kenshin trong trận chiến đấu. Khung cảnh trước mắt của anh nhìn thấy là Kenshin đã bị tên Bú Liếm kia đâm lén. Vì trục xuất ra khỏi băng nhóm cho nên hắn quay lại để báo thù. Takemichi đành gọi người đến trợ giúp. Mikey thấy vậy, anh lao đến phía Kenshin, nhưng đã bị một người lực lưỡng bên kia ngăn lại. Tất cả mọi người cũng bị nhóm bên kia ngăn lại. Vì không có người đến giúp, cậu quyết định vác Kenshin lên và đi ra ngoài, cố gắng lê bước chân đến bệnh viện. Nhưng tên Bú Liếm kia lại xuất hiện. Cậu không còn cách nào khác phải để Kenshin xuống bên cạnh và chiến đấu với thằng Bú Liếm kia. Cậu biết cuộc chiến đấu lần này nếu giành chiến thắng và thành công cứu được Kenshin, thì cậu có thể thay đổi được vận mệnh của tất cả mọi người. Công nhận là tên kia bú giỏi mà đánh nhau cũng khỏe. Chẳng mấy chốc mà nhân vật chính của chúng ta thân tàn ma dại, nhưng đạo diễn không cho phép cậu ta được thua. Bằng một cách nào đó, cậu túm được cổ tên Bú Liếm kia và xiết cổ hắn ngất đi. Về phía bên Mikey cũng đã hạ gục được tên cuối cùng của nhóm băng đảng Mobius. Kenshin được đưa đến bệnh viện và được phẫu thuật kịp thời. Ca phẫu thuật thành công, mọi người không ngừng vui mừng. Thủ lĩnh Mikey cũng đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Takemichi chạy vào vài giây cái đã qua được 10 năm, cậu đã thành công thay đổi được vận mệnh của tất cả mọi người. Cậu chạy đến nhà của Hinata, cô ấy vẫn mở lem như ngày nào. Cảnh quay này đã kết thúc bộ phim mất rồi. Thấy hay nhớ like video và đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp các bạn những bộ phim hay kế tiếp.